chứ ở nhà em cũng làm như thế mà cơm không đủ no. Đằng này ngày nào cũng phơi bừa như thế mà bữa nào cũng được ăn đâu căng cả bụng, sao phải làm bóc lột được ạ? Vậy anh hỏi em ấy, ở làng Đại Phúc này có mấy người giàu không? Có hai người, đó là bác Lý Ba và ông Khán Hộ ạ. Em thấy chưa, cả làng này chỉ có hai người là ông Lý Ba và ông Khán Hộ là giàu thôi. Làm sao thế này? Anh có sao đâu? Không sao, mà mặt mũi thì thất thần, hai tay ôm đầu. Ôi trời, mệt quá ngủ tiếp đi. Mơ thấy như mình đang bay ấy. Nghe gió thổi u u bên tai, hoảng quá choang dậy, tí nữa thì rơi xuống đất. Thôi thôi. Anh uống cốc sữa rồi về nghỉ đi. Làm sao mà cứ phải thân làm tội đời thế này? Có lẽ anh phải nghỉ thật, mệt mỏi quá rồi. Đau đồng chí, buồn thật. Khoán Hộ là làm cho dân no ấm, chứ có phải phản dân hại nước gì đâu mà làm kiểm điểm. Các ông trên trung ương chưa hiểu mình thì mình thanh minh. Bất quá cậu người cách cái chức bí thư tỉnh ủy của anh là cùng, chứ có gì đâu mà anh phải khổ sở như vậy. Chức bí thư của tôi chẳng có quyền cũng chẳng có lực. Còn cái thì tôi đã dạy chúng nó phải đi lên bằng đôi chân của chính mình.
đừng núp bóng của bố mẹ để mà tiến thân. Chúng nó đã nghe lời dạy bảo của tôi. Cho dù có mất chức bí thư cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng nó. Tôi lo nghĩ y là lo nghĩ chuyện khác kìa. Tình hình này không trước thì sau, khoán hộ cũng sẽ bị cấm. Nông dân lại trở về với con đường làm ăn theo hiệu lệnh của tiếng kèn. Tình trạng dòng công phóng điểm như trước đây lại lặp lại. Đã no lên được mấy năm, giờ lại quay trở về với tình trạng đói kém triền miên. Bảo tôi không lo nghĩ sao được. Anh sao vậy? Anh thấy trong người thế nào? Theo thống kê chưa đầy đủ, thu nhập của nông dân tính bình quân đầu người năm 1960 là 11,47 đồng, thì nay đã tăng lên 15,27 đồng. Bà con xã viên xây nhà cửa, mua sắm hàng hóa nhiều hơn, cơ sở phúc lợi như giáo dục, y tế, vệ sinh phát triển. Trình độ văn hóa của nông dân tăng lên rõ rệt. Đời sống của nông dân được cải thiện từng bước, bộ mặt nông thôn đổi mới, bà con nông dân ngày càng gắn bó với hợp tác xã. Phong trào hợp tác hóa đi đối với công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa đang đưa nước ta từ một nước nông nghiệp phân tán, nghèo nàn và lạc hậu thành một nước có nền nông nghiệp tập trung, từng bước tiến lên hiện đại.